AK-47S, biến thể hoàn hảo nhất của huyền thoại AK-47. Không hề là mất đi vẻ đẹp vốn đã trở thành tiêu chuẩn làm say đắm bao nhiêu con tim yêu súng. What the hell? Toàn bộ phần thân trên được giữ nguyên trạng, body dày dặn, siêu xịn mịn. Cần gạt chế độ, khung bảo vệ cò và nắp văng xeo kiêm blowback vẫn là kim loại gõ leng keng. Thước ngắm tiêu chuẩn và nòng nối dài có thanh kim loại gia cố không hề thay đổi. Đặc biệt, phần tay cầm chứa motor và ốp rát lót tay giả vân gỗ vẫn màu nâu trầm đẹp tinh tế như thủa mới yêu, được bạn gái dẫn vào đời vậy. Xin nhắc lại, đây là màu nhựa đúc, chứ các bạn có muốn sơn cũng không nổi. Điểm khác biệt duy nhất là toàn bộ các chi tiết ngày xưa trên AK-47 Blowback màu xanh thì nay qua AKS-47 đã được nhà sản xuất sơn đen toàn bộ. Nhìn khẩu súng mạnh mẽ hơn gấp 1 tỷ lần và người dùng cũng đỡ mất công tháo ra sơn lại. Không cần đến phần báng thì AKS-47 cũng xứng đáng trở thành kỳ quan nhân loại rồi anh em ạ. Mời anh em xem qua ngoại hình. Đã thế, nó còn rất tác tích, với chiều dài gấp báng chỉ 65cm, tức là ngang với các mẫu SMG khác. AKS-47 bỗng nhiên trở nên cơ động và phù hợp với nhiều địa hình tác chiến, ngay cả với không gian hẹp. Tuy nhiên, tư thế cầm hai tay, không báng tựa sẽ khiến cầu AK vốn đã rung, giật, trở nên bất kham. Mỏi tay anh em ạ. Chính vì thế, chúng ta cần phần báng gập tác tích này cho những tình huống tác chiến tầm trung và xa. Khi kéo hết phần báng, khẩu AKS-47 dài đến 89cm và lại trở nên cồng kềnh, rất vướng víu. Tuy nhiên bù lại, nó cũng đẹp hầm hố hơn rất nhiều. Về ngoại hình có thể tự tin nhận xét, AKS-47 đẹp gấp 1 tỷ lần các mẫu AK-74U sử dụng báng gấp khác. Các bạn bấm vào nút và mở báng dễ dàng. Gập đuôi báng lại. Tiếng tạch tạch chứng tỏ các khớp kết nối của nó được làm bằng kim loại. Chất liệu báng 100% nhựa ni lông đặc, dày và cứng, chơi bao bền, duy chỉ có phần khớp nối với tân hơi lỏng lẻo, tì vào vai sẽ thấy ngay điều này. Nhưng tôi nghĩ nó không phải là điều gì đó quá quan trọng. Nếu bạn không phải là loại phá phách, nhà không có nhiều trẻ em thì chơi thoải mái vô tư, súng hỏng, ghi hỏng, người hỏng, báng súng còn lâu mới hỏng. Nhưng mà giá như ấy, nó bằng kim loại thì có vẻ tuyệt vời hơn không? Ok, sau khi tháo xong con AKS-47 thì anh em nhìn này, đây là cái phần chốt nối báng. Ở phía trong nó là cái chốt bằng nhựa anh em ạ. Đó. Cái phần này là bằng nhựa, chỉ có cái phần ở cuối báng thôi này. Đó, nó mới là kim loại. Nếu mà nó làm cái chốt ở trong này kim loại thì có vẻ là tốt hơn. Tuy nhiên là nó là nhựa thì cũng được rồi. Anh em sử dụng cẩn thận hơn nha. Phần dày nhất khoảng độ gần 3mm anh em ạ. Nói chung là cái thân này rất là dày và chắc ấy. Mình cảm thấy khi bóp là không móp vào. À, rất cứng. Đây là những chi tiết đúc vân giả gỗ mà anh em không thể sơn được. Tuy nhiên là nó có cái chất liệu nhựa khá là trở búa ấy. Cũng bình thường thôi. Không có gì là xịn sò, nó chả được đi lâu. Nhưng mà được cái quá đẹp. Điểm đặc biệt mà khiến cho con AKS-47 cũng như AKM nặng, đó là những cái thanh thiếc rất là nặng như thế này. Đây là nẹp nhé, nẹp thiếc. Con này nẹp vào thân, con này nẹp vào gear. Đầu đó chỗ này nặng khoảng độ 3 lạng. Và đây chính là điểm đặc biệt nhất, điểm thay đổi nhất của con AKS-47. Đó là bộ bánh răng của nó hoàn toàn là chất liệu kim loại. Bánh răng mê tan luôn. Ôi, trang bị mê tan luôn. Mạc đạn 7 có vòng bi nhưng mà không có xịt. Không xa, vẫn ngon chán rồi. Điểm cải tiến so với AK-47 và Blowback AKM ấy thì đó là piston của nó ngày xưa cũng là kim loại. Nhưng bánh răng ngày xưa nó chỉ là ni lông thôi. Kim loại cắn vào ni lông nó rất là nhanh hỏng. Bây giờ kim loại cắn vào kim loại mà hỏng bằng mắt, kêu chắc chắc ấy. Đấy, ngon chép. Đây chính là bộ gear. Bộ bánh răng này không giống Gen 8 của riêng AK thôi. Phần gear tuy không phải là chất liệu ni lông, nó cũng là nhựa đúc hẳn, khá là tốt, khá là ngon. Dày khoảng 3mm. Tất nhiên là ngang ngửa với mấy con Gen 8, Gen 9. Nhưng nếu so với HK hay là MP5 hiện tại thì có lẽ là sai Z. Lò xo 1.2, nồi hơi full 10/10. Tuy nhiên lực bắn yếu là do thứ nhất, kéo ring đều, thở khí. Cái thứ hai, lò xo tuy là 1.2 nhưng mà rất là thưa và nhìn như này yếu lắm, đánh không chuẩn nữa anh em ạ. Nên độ. Đứng trên góc độ kỹ thuật
Với kinh nghiệm của tôi thì con này nó cho cái bộ bánh răng bằng metal này rất là ngon. Thì như em nào đã từng chơi AKM trước kia thì đều bị vấn đề là sau khi chơi một thời gian, bê tông lưỡi bằng metal nó sẽ đánh hỏng bánh răng, nhất là con bánh răng setter này nó sẽ hỏng, anh em cứ nghĩ phải thay. Và nhất là những em độ thì đều phải lên mất tiền, tốn khoảng 300-400 nghìn để lên cái bộ bánh răng metal này. Đấy là vấn đề về cải tiến. Còn vấn đề về độ đẽo thì đầu tiên là thay cái lò xo đều đấy đi, đây 1.2, nhưng mà 1.2 rất là đều, vòng rất thưa và nó cũng chẳng theo một tiêu chuẩn gì cả. Thứ hai là để anh em phải lên cần một bộ long đen để sim bánh răng căn chỉnh lại. Thứ ba là thay cái o-ring màu đen này đi này, o-ring này thì cũng đánh khí cũng không thể kín được. Giới thiệu quá nhiều rồi, lắp băng đạn bắn thử xem đường đạn nhá. Lắp băng đạn AK vẫn là cái gì đấy rất phê anh em ạ. Gạt chốt. Ngon. Thấy đường đạn ra gì luôn, ngang với các mẫu Gen 8, thua Gen 9 một tí. Tuy nhiên con này ấy, không nhất thiết phải dùng đạn trắng nha, lực bắn của nó vừa phải nên tôi dùng đạn xanh ngọc, xanh dương. Loại này tiết kiệm hơn nhiều. Đấy, lại đổ ba đây. Đối với AKS-47, tôi nghe tiếng rồi, tôi nghe bằng tai rồi, cái máy đo hỏng, tôi cũng biết là tốc nó đâu đó sẽ khoảng độ 58-60, không quá cao. Anh em nước ngoài đo cũng vậy, nhưng mà tôi tin tai tôi hơn. Nên vì thế tôi sẽ chọn một cái đối thủ nó vừa phải, đó là cái thùng LS09 này. Cũng dày, nhưng mà không tráng ly lông. Tôi nghĩ nó sẽ bật đục ngon lành đấy. Nó đục không được ngọt lắm, tuy nhiên là vẫn xuyên anh em ạ. Xuyên là điều đương nhiên thôi. Mấy thằng kia mày cười cái gì? Mày cười cái gì mấy thằng kia? Anh em có thể thấy là uy lực zin của nó ấy, ở mức vừa phải thôi. Tuy nhiên ấy, nếu muốn mạnh hơn chắc chắn phải độ. Tôi nghĩ là với cái uy lực ở mức gọi là trung bình khá như thế này ấy, thì nó sẽ kiểm soát đường đạn rất tốt. Mình sẽ test bằng bia đổi màu nhá. Đầu tiên ở khoảng cách 3m. Không có gì để bàn về độ chuẩn rồi. Chúng ta sẽ đến với khoảng cách 9-10m. Ngắm nào, ngắm tâm ruồi nào. Đấy. Vẫn góc 1/4 thôi. Khoảng cách 15m này, bây giờ cái bia là rất là bé rồi. Ngắm phải chuẩn, thử bắn một vài viên xem đường đạn nào đó nhá. Rồi, rồi, ok, bắn này. Tôi nghĩ là tất cả góc 1/4 đấy. Như vậy là khoảng cách 15m anh em còn thấy là nó nằm ở tất cả góc 1/4 rồi. Cái này là điều bình thường thôi, tại anh em nhìn này. Cái bia nó quá là bé. Tất cả các mẫu súng hiện tại như này đã là ngon lắm rồi. Độ cũng vậy thôi, cứ 15m trở lên ấy, không bao giờ tập trung, mà nó sẽ phải ở tất cả góc 1/4. Như vậy là tôi thấy AKS-47 thực sự rất là tuyệt vời. Nó giữ lại tất cả những cái gì nổi bật nhất của AK-47 và Lobach, mà vốn đã là một phiên bản rất tuyệt rồi. Thêm nữa, nó còn có những cái cải tiến đáng giá. Full đen, ok chưa? Gear bên trong kim loại, ngon chưa? Và cuối cùng trang bị phần bắn tác tích. Nó vừa đẹp, nó vừa mới, nó lại vừa tác tích các bạn ạ. Đúng là tên tác tích của khác. Anh em nghĩ sao? Liệu nó có lật đổ được AK-47 và Lobach hay không? AK-47 của Lobach nó đã hot trong vòng 2 năm qua rồi. Cho comment phía dưới nha. Bọn nữa thêm một chút, ở trong mô hộp AK đều có nắp lưng có gắn rêu, và mọi người hoàn toàn có thể gắn phụ kiện lên đây, thay cái nắp này và gắn phụ kiện lên bình thường. Nếu mà hợp nhất tôi nghĩ vẫn là AK thôi. Rất ngon, full metal đen keng luôn. Nghe chúng nó đập với nhau.